Có bao giờ bạn tự hỏi là tại sao hầu hết các sinh vật sống trên trái đất này đều cần có oxy để phát triển và tồn tại? Từ những loài vi khuẩn, các loài động thực vật cho đến con người chúng ta. Hầu như là chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của oxy trong mọi hệ thống sống. Và câu hỏi là tại sao lại nhất định là oxy mà không phải là một loại chất nào khác? Điều gì đã khiến oxy trở nên đặc biệt như vậy? Tại sao sự sống và quá trình tiến hóa lại chọn phân tử đơn giản này thay vì tất cả những phân tử khác có sẵn trong tự nhiên? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá những bí ẩn xung quanh phân tử nhỏ bé này và lý do tại sao nó là thành phần thiết yếu cho sự sống như chúng ta biết và điều gì khiến nó trở nên phù hợp một cách độc đáo để cung cấp năng lượng cho các quá trình phức tạp giúp chúng ta tồn tại. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm thư viện nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Đầu tiên thì không phải tất cả các sinh vật sống đều cần có oxy. Sự thật thì một số loại vi sinh vật hoặc chính trong tế bào của chúng ta cũng có khả năng tạo ra năng lượng mà không cần đến oxy. Đó là quá trình hô hấp yếm khí. Đây là một quá trình chuyển đổi năng lượng rất cổ xưa mà chúng ta còn giữ lại cho đến ngày hôm nay. Và phần còn lại của câu chuyện như chúng ta biết đều quay quanh oxy. Khi mà bạn thực hiện hít thở, oxy sẽ di chuyển từ không khí vào phổi, vào máu, đi theo các tế bào hồng cầu. Từ đó nó được đưa đến mọi ngóc ngách của cơ thể bạn. Khi mà oxy vào được tế bào, chúng sẽ hướng thẳng đến ti hệ. Đây được coi như là một nhà máy năng lượng nhỏ bé của tế bào. Tại đây, oxy sẽ giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng thông qua một quá trình gọi là hô hấp tế bào, mà chính xác hơn là hô hấp hiếu khí. Khi đó, oxy sẽ được sử dụng để đốt cháy gluco, một loại đường mà chúng ta lấy vào từ thức ăn. Quá trình này tạo ra rất nhiều ATP, thứ năng lượng mà cơ thể chúng ta cần để duy trì mọi hoạt động, từ chạy bộ, học tập cho đến suy nghĩ. Phân tử ATP này cũng rất thú vị. Chúng là những phân tử mang năng lượng được sử dụng bởi hầu hết các hệ thống sống khác nhau, từ các sinh vật cổ xưa cho đến các động thực vật phức tạp ngày nay đều sử dụng ATP. Mình đã có một video giải thích về lý do tại sao ATP lại là lựa chọn yêu thích của mọi loài sinh vật và của cả quá trình tiến hóa. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là tại sao lại nhất định là oxy? Những phân tử khác không làm được công việc tương tự hay sao? Câu trả lời ngắn gọn là không. Không thể nào tốt bằng oxy được. Chúng ta cần nhìn vào bản chất hóa học của oxy và so sánh nó với các nguyên tố khác. Oxy là một chất oxy hóa rất mạnh, tức là nó có khả năng nhận điện tử rất hiệu quả. Điều này làm cho oxy trở thành một tác nhân lý tưởng trong việc thúc đẩy các phản ứng hóa học, đặc biệt là phản ứng liên quan đến việc giải phóng năng lượng từ gluco. Các phân tử khác như là lưu huỳnh hoặc là nitrat cũng có thể đóng vai trò là chất nhận điện tử, nhưng chúng không hiệu quả bằng. Chúng không giải phóng nhiều năng lượng, điều đó có nghĩa là các sinh vật dựa vào những nguồn năng lượng thay thế như thế này không thể tạo ra nhiều ATP được. Và với ít năng lượng hơn, cuộc sống trở nên hạn chế hơn, tăng trưởng chậm hơn, ít hoạt động hơn, ít cạnh tranh hơn và dễ bị tiêu diệt hơn. Mặt khác, với nguồn năng lượng được tạo ra ít ỏi như vậy, thì hô hấp kỵ khí sẽ không thể nào tạo ra đủ năng lượng để duy trì hoạt động cho một cơ thể sống phức tạp như chúng ta thấy ngày nay. Hiệu quả này là một trong những lý do khiến cho các dạng sống dựa trên oxy phát triển mạnh mẽ và trở nên phức tạp hơn theo thời gian. Mặc dù hiệu quả như vậy, nhưng mà từ thuở ban đầu, các vi sinh vật sống trên trái đất còn không biết oxy là gì nữa. Vậy thì chúng tạo ra năng lượng như thế nào khi không có oxy? Hiện nay trong tự nhiên, oxy có sẵn với số lượng lớn trong khí quyển. Đây không phải là một quá trình ngẫu nhiên mà là một sự tích lũy hàng tỷ năm trời. Khoảng 2,4 tỷ năm trước, trong một sự kiện được gọi là đại oxy hóa, các vi khuẩn lam bắt đầu xuất hiện. Đây là những sinh vật đầu tiên biết quang hợp để sản xuất ra năng lượng. Quá trình quang hợp này vô tình giải phóng ra oxy như là một sản phẩm phụ. Ban đầu khi nồng độ oxy trong khí quyển tăng dần theo thời gian, thì oxy là một chất độc đối với rất nhiều loài sinh vật sống thời đó, vốn là đã quen với môi trường cũ. Tuy nhiên, qua hàng triệu năm, những sinh vật có khả năng sử dụng oxy để tạo ra năng lượng một cách hiệu quả hơn và dần dần đã chiếm ưu thế. Thực tế thì việc có thêm oxy đã giúp cho quá trình chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn tới 15 lần khi so với không có oxy.
Vì vậy, như một lẽ dĩ nhiên của tiến hóa, các sinh vật kỵ khí bắt đầu bị thay thế bởi các sinh vật hiếu khí. Như vậy, việc oxy trở nên phổ biến trong khí quyển đã thúc đẩy sự tiến hóa của các sinh vật có khả năng sử dụng oxy, vì nó giúp tạo ra năng lượng hiệu quả hơn. Sau đó, sự phổ biến của các sinh vật này tiếp tục duy trì và gia tăng lượng oxy có trong khí quyển, tạo ra một vòng lặp tự củng cố. Đây chính là cách mà oxy và sự sống phụ thuộc vào oxy đã cùng nhau tiến hóa cho đến ngày hôm nay như chúng ta thấy. Còn trước thời điểm này, oxy gần như không tồn tại trong khí quyển của trái đất. Vì vậy, phần lớn các loài vi sinh vật trước đó đều thực hiện hô hấp kỵ khí để sản xuất năng lượng. Các loài vi khuẩn, vi sinh vật cũng đã biết cách sử dụng hô hấp kỵ khí nhằm thích nghi và tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt này. Khi đó, các vi sinh vật bắt buộc sử dụng những chất nhận điện tử thay thế và có sẵn trong tự nhiên như là nitrat hoặc là lưu huỳnh. Những phân tử này có khả năng khử thấp hơn oxy, dẫn đến nguồn năng lượng được giải phóng ra trên mỗi phân tử sẽ thấp hơn, nhưng mà chúng không còn lựa chọn nào khác. Và cái điều thú vị là kể cả trong cơ thể của chính chúng ta, khi chúng ta phải tập luyện với một cường độ cao, lúc này thì nhu cầu năng lượng cần phải đốt cháy oxy lại cao hơn lượng oxy được cung cấp vào. Các tế bào cơ sẽ tạm thời bị thiếu oxy và chúng sẽ chuyển sang hô hấp kỵ khí để tạo ra đủ năng lượng cho chúng ta vận động. Đây chính là lý do vì sao mặc dù có hiệu suất năng lượng yếu kém hơn, nhưng mà hô hấp kỵ khí vẫn được giữ lại cho đến tận ngày nay. Chúng được coi như là một quá trình dự phòng nhằm tạo ra năng lượng trong các tình huống cấp bách. Một yếu tố nữa là oxy không chỉ tham gia vào việc tạo ra năng lượng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các cấu trúc sinh học. Ví dụ như là oxy cần thiết để tạo ra các liên kết hóa học trong các phân tử quan trọng như là protein và DNA. Những phân tử này là cơ sở của mọi cấu trúc và mọi chức năng trong cơ thể sống. Tuy oxy rất hữu ích, nhưng chính vì tính chất hóa học mạnh mẽ của nó, nếu không được kiểm soát, nó có thể gây ra những tổn thương cho cơ thể. Ví dụ như oxy có thể tạo ra các gốc tự do, những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và dẫn đến các bệnh lý như là ung thư hay là lão hóa. Nhưng mà theo thời gian, các sinh vật đã phát triển các cơ chế để tự bảo vệ mình khỏi những tác động có hại này. Ví dụ như chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, giữ cho tế bào của chúng ta được an toàn hơn. Mặc dù có những hạn chế và nguy hiểm khi sử dụng oxy, nhưng lợi ích mà nó mang lại vượt trội hơn rất nhiều. Đó chính là lý do tại sao oxy trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với sự sống trên trái đất. Tóm lại, nếu không có oxy, có lẽ sự sống như chúng ta biết ngày nay sẽ không thể tồn tại được. Đó có thể là một dạng sống mà chúng ta chưa từng biết đến. Chúng sử dụng phương thức sản xuất năng lượng hoàn toàn khác, hoặc có thể là không có gì cả. Khi chúng ta nhìn lên các vì sao và thắc mắc về sự sống trên các hành tinh khác, một trong những câu hỏi lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là liệu sự sống ở đó có thể phát triển vượt trội mà không cần oxy hay không? Liệu chúng có sử dụng một cách tổng hợp năng lượng khác mà chúng ta chưa từng biết đến, ưu việt hơn, tạo ra nhiều năng lượng hơn cả chúng ta? Bạn nghĩ sao? Sự sống ngoài kia sẽ trông như thế nào? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Và nếu bạn thích những nội dung như thế này, đừng quên thích, đăng ký và nhấn biểu tượng chuông reo để đi cùng tụi mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần tới.